Xin chào quý vị và các bạn, mình là Đăng, nhân viên kỹ thuật bên IKT. Ở video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm IC Audio. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục series về audio để giới thiệu đến các bạn những sản phẩm audio IC Audio mà bên mình hiện tại đang cung cấp. Về sản phẩm IC Audio đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn trong video ngày hôm nay, đây là một sản phẩm mới chính hãng đến từ Toshiba. Đây là con TB2929HQ, ví dụ anh nhìn thấy ở trên màn hình, sản phẩm IC Toshiba TB2929HQ, hàng của Nhật Bản, hàng mới. Ví dụ đây là phần lưng của nó, ví dụ có thể dễ dàng nhìn thấy được số liệu nhà sản xuất in trên thân của thiết bị. Đây là sản phẩm hoàn toàn mới, ví dụ có thể nhìn thấy. Một sản phẩm nữa mình muốn giới thiệu đến các bạn vừa rồi là con TB, và bốn sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay đều là những sản phẩm đến từ dòng TDA. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn là con TDA 7294, kiểu hay nhìn thấy hàng mới chính hãng TDA 7294. Sau đó là con TDA 7377, TDA 7394 và con TDA 7379. Ví dụ nhìn thấy các sản phẩm lần lượt của dòng TDA, lần lượt là TDA 7294, TDA 7377, TDA 7379. Và sản phẩm cuối cùng là con TDA 7379. Ví dụ nhìn thấy. Đây quý vị có thể nhìn thấy, đây là con TDA 7294. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Vừa rồi là ba sản phẩm của dòng TDA, TDA 7294, TDA 7377 và TDA 7379. Một sản phẩm nữa của TDA mình muốn giới thiệu đến các bạn trong video ngày hôm nay, đây là con TDA 7388. Quý cô nhìn thấy ngoại hình của con TDA 7388 khá là khác biệt so với ba con còn lại. Quý cô nhìn thấy đây, sản phẩm TDA 7388 để xem màn hình. TDA 7388 lần lượt, các con TDA lần lượt mình đã giới thiệu cho các bạn trong ngày hôm nay, quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy. Đây là con TDA 7294, TDA 7377, TDA 7394. Quý vị có thể nhìn nhé, đây là 7394 và đây là 7294, còn con cuối cùng là 7388. Cả năm sản phẩm thuộc dòng, cả dòng TB và dòng TDA này thì bên mình hiện tại đều đang cung cấp và còn hàng. Thì quý vị nào có nhu cầu mà muốn đặt mua có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại mình để dưới phần mô tả để nhân viên bên mình có thể hỗ trợ trực tiếp cho quý vị. Còn link chi tiết của từng sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả, quý vị có để cho quý vị tiện theo dõi. Video đến đây kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.